đã đón đấy chẳng ngay nắng nhom và hai nêu video thứ mấy mối tệ tư đường ca rồi lối chỉ mối Facebook để cái hào tha instant article và instant article nó mới đa dương thử ca đặt ad Facebook nó lơ ad bot bao dương nhóm xong bây giờ tru tích cứ đa dương ai thuộc bán luôn ra tìm mối những thử mình website nè bạn chẳng tìm mối thử miễn website tp thử miễn Facebook page bạn chẳng những miễn tập pin nắng kia ai rồi mùi nâng Facebook bà này đã dựa hào thay Instant Article. Instant Article này cứ chọn bên này thay khoản màn tròn ách bàn lùi Instant Article mình này đã dựa vô website bà dựa nâng ảnh bọt bọc website dựa nâng ví dụ chì mùi nâng Facebook page đòi cầm rạch này cao ví dụ bà viết bà dựa bà website thôi mà đã hay nâng bà Instant Article cứ Instant Article nâng nghe quyền đầm nà ca lươn chiếng phùm bơ tơ phùm bầy đòn ở đây đã dựng bạo website máu nó phê đầy về view website nó phở dạ phê đọc second chẳng bạc nó instant call đàm bì second rưu bay second này cứ dựng ảnh mơ website nâng mà này chẳng quyền nghe sưu rau visitor cái an ạ đọc bọt vào dưới quyền lươn chiếng website hai đại dương ai rồi lôi nó cứ dương thở cáp chụp một tiếp cái hào tha Odin Network nâng Odin Network nó cứ view thật là khăn ông Instant Article nâng đài mà chẳng thở dương thở miền Instant Article nó nâng Odin Network ở lâu nhóm ưu tí hoa ra xoan là mọt tha nè ta nếu mình website ru dày nè mình website mùi mình này website nếu bất sân chì á nhóm chân ôi phở WordPress về phụ thay WordPress vì nghe vì mình plug in mình ấy bọc về Instant Article nâng sạp nhưng vì nghe ý hát lượt và dương pra blogger rồi gật thơ web design khung á nhà nâng dương thơ phở vì thịp xê chân nông tin ấy nhóm xong và hai chạy tàu nâng website và dương cái dương phở xìm ấy WordPress xem ai vượt bài ai dương thử miền mùi tiết cứ Facebook page nó cứ bật sân thì dương miền fanpage rồi còn miền dùng một like căn để chán cứ ắt đã bọt bọt dương viên nâng ban đã đọt tay nè mơ chán hai bật nè mơ cái chất mơ chán cứ về từ tù bàn lùi nông Instant Article này cao lùi ad chứ mùi nâng Facebook hay nâng ad bọc Google đại dương ai chúng ta Google AdSense nâng cứ về khó khăn nè toàn chê Facebook ad ai đã nè nâng view website dương mình bắt chất cái dương bàn lùi đài bên là nâng Google ad ắt chết các bạn đấy, tại vì bạn tích bằng phật phe rồi này bạn tích bằng phật, tại vì sân đình kí chơi ad anh đang bàn mà đồ la bị đồ la nhưng tại Facebook ad ắt để bạn chăm chơi chơi, ở đã chơi trong mơ ắt bật và hiếng, cứ hiếng bàn lôi ngỏng, ở lâu hiếng chơi tôi nhầm chơi tôi thơ Facebook phần phe người sân Facebook phe và, nè anh ấy hiếng sân là mọt ha. Website dương miền này và dương miền website rồi rồi là chẳng như ta thơ Facebook page đồng bấy Smart Some Instant Article rồi nhóm chỗ ta thơ Facebook page người sẵn lọc chỗ Facebook
ចូលទៅបង្កើត page របស់មួយបាទបង្កើត page មួយបង្កើត page មួយដាក់ថាជំរឿនចាស់ដូចដាក់ថាអឺដាក់ឈ្មោះណាខ្លីតែខ្លំអឺសើចមើលសិនមានគេមានអត់ទេកន្លែងខ្លៃខ្លៃតែក្រុមក្រុមឬខ្លៃតែក្រុមអូខ្លៃតែក្រុមមាន Facebook ប្រាក់មានផេកបាទមានឥឡូវខ្ញុំដាក់ថាខ្លីតែខ្លំហ្នឹងណាខ្ញុំរើសជាប្រភេទអីគេប្រភេទអីជាប្រភេទទៅណាបាទជាប្រភេទមកវិញចុចមក get start មកបាទតែយើងបាន Facebook page មួយហើយតែខ្ញុំត្រូវធ្វើការ design logo មួយសិនយកនេះមកធ្វើ logo ចាស បាទតោះមកយើងទៅធ្វើ cover វាមួយទៀតមកឥឡូវខ្ញុំមាន cover ស្រាប់ខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំ upload យកមកdesign cover ហើយស្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំយកនឹងតែម្ដងហើយទៅដាក់នេះហើយមកដាក់ដាក់ URL របស់វាអាយអូខេអាយខ្លីតែខ្លំThe page is to have username. បាទចាំតិចមកដោយសារអ៊ីនធឺណិតវាល្អពេកហ្នឹងຕົກຫນັງຊັ້ນນະຫນັງບາດຕອນໃດປາເດ
ឡើយដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើបានយើងចូលទៅកាន់ stand stand at call.facebook.com បាទដល់ពេលហ្នឹងយើងចូលទៅកាន់ website ហ្នឹងហើយយើងចុច sign up ដើម្បីស្នើសុំ stand at call.Instant article បន្ទាប់មកយើង select លើ page របស់យើងមួយណាដែលយើងចង់ដាក់ instant article អញ្ចឹងខ្ញុំ select លើ page ខ្ញុំទៅកាត់មិញហើយខ្ញុំ click ទៅកន្លែង buy processing នេះហើយចុច access instant article tool ហើយសូមបញ្ជាក់កន្លែងនេះបន្តិចដែរជាធម្មតាយើងចុចទៅលើ publish tool កន្លែងនេះវាអត់ទាន់មានអីដែលតើតើយើងមក instant article ទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងស្នើសុំហើយគឺចាំមកចាបាទនៅពេលដែលយើងស្នើសុំហើយគឺកន្លែងនេះមាន tool តតងជាមួយនឹង instant article វាទូទៅកន្លែងនេះអត់មានទេនេះដោយសារយើងស្នើសុំហើយបាទបន្តមកទៀតយើងចុចទៅលើ configuration ហើយយើងមើលទៅតាម step របស់គេទៅដាក់ហើយយើង set up នេះយើងមើលទៅតាម step របស់វាមកនេះទី1គឺគេឲ្យយើងឲ្យ add ឲ្យ page ហ្នឹងមាន chain rule មានឯដែរមាន admin 2-3 អីចឹងទៅគេឲ្យដាក់ rule សម្រាប់ page របស់តោះឥឡូវយើងទៅដាក់ rule ឲ្យវាមកអូខេតម្រូវឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅតាម step របស់ instant បាទចូលទៅ add ដាក់ admin 2-3ត្រមយើងបាន admin 2ត្រប្រូសិនបាននេះ invite ហើយត្រ accept property accept ហើយគឺបាទយើងបាន admin ទាំង2ហើយនឹងបាន admin ទាំង2ហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើអីទៀតដើម្បីបន្តមកគេឲ្យយើង connect your site authorize your site បាទចុចលើវាមកគឺគេឲ្យ copy code នេះដាក់អីគេនេះឲ្យ copy code ហ្នឹងដាក់ទៅកន្លែង check in អញ្ចឹង sorry បាទដាក់នៅកន្លែង check inលើ website យើងអញ្ចឹងបើសិនយើងប្រើ WordPress យើងអាចចម្លងplugin header footer របស់នេះគឺយើងចូលទៅដាក់តរបស់បានហើយយើង copy ណា copy យើងចូលទៅដាក់តែplate bat plate bat ai
ូលទៅដាក់ website ធំខ្ញុំមកដែរទីហើយអ្នកអស់គ្នាមើលតែម្ដងបាទបន្តមកយើងអាចចូលទៅកន្លែង appearance ហើយចុច editor editor ហើយយើង scroll មករកពាក្យថា header theme header ក្នុងកានយើងឃើញពាក្យគេដាក់ header.php យើងចុចលើហ្នឹង header.php បន្តមកនៅកន្លែងត្រង់ text hit នេះនៅក្នុង text hit នេះបាទយើងអាច copy code មិញនេះកូដរបស់យើងទៅនេះបាទនេះកូដនេះបាទ copy ដាក់កន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកយើងធ្វើការ save នោះ update file នោះបាទ update file ហើយយើងចូលទៅតឡើង plugin មួយ plugin មួយឈ្មោះថា instant article wp in instant article wp បាទចុច install វាមកនេះ plugin នេះបានយ៉ាងលីអេទីវេតវាមកបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងចូលទៅកម្មយើង copy code នេះបាទនេះ code នេះយើងធ្វើការ copy វាមកហើយយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី instant article យើងហ្នឹងcopy code ដាក់ទៅនេះ Facebook page ID ណាបាទ copy ដាក់កន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះ add ID ដាក់អញ្ចឹងហើយកន្លែង add tag នេះយើងយកវាពី Facebook Odin Network បាទបន្ទាប់មកយើង copy ឈ្មោះ website ដើម្បី claim វា copy ឈ្មោះ website ហ្នឹងមកហើយចូលមកកាន់ page របស់យើងហើយកន្លែងនេះយើងវាយឈ្មោះ website ហើយយើង claim URL claim នេះដាលុត្រាតែយើង copy អានេះដាក់នៅក្នុង hit tag hit នៃ website របស់យើងបាន claim ទៅវាដាទៅវាអកណាជាមួយគ្នាបាទនេះ claim ទៅបានវាចេញណាចេញឈ្មោះ website អញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចូលទៅកាន់product OSS fit នេះហើយយើង copy ឈ្មោះ website យើងមកដែរហើយយើងដាក់ថាបាទយើងសេឈ្មោះ website យើងសេពីមុខដាក់ថា fit/fit ហ្នឹងយកចាំ /fit ហ្នឹង /instant article ហើយយើងចុច save បាទ okay មកចាំវា refresh មួយសិនបាទតោះវា refresh ហើយយើងចូលទៅកាន់ configuration នឹង detail ហើយយើងចូលទៅចំណុចមួយទៀតគឺ Odin network បាទយើង tick លើ buy king មកជួយ get start បន្ទាប់មកយើងបើកដំណើរការកម្មវិធី Odin Network ហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់ add ហើយយើងចុចយក dashboard នេះមកចុចលើ placement បាទ placement ហើយយើង copy placement ID ណា copy ឡើងនេះមក
dương chô tư căn website dương bến với ba về hiện nhìn ngày tích tay dương mưa toàn đó nít cái này nít hết ha bạn bạn năng hai dương thức ca cái lại public article containing wording nít chính thức với mà đồng bài tôi bị miền bằng hà mỗi article ấy cứ về trạm về những chạy save chain và cứ phần này ấy cứ miền này phần nắng hà nắng là lên website cái gì một phần nhiều được rồi lại chẳng chung nói phần to tiếp cái gì tâm mơ gì ai thứ ấy tiền ba phần to bị bọn to hai dương thợ ca design style ní dương ad dương ad style các bạn như dương before bóng dương các bạn này dương thứ ca cài prai đó cái lại logo ní dương ad vô logo ấy mà đã rồi thì là nhầm đã logo này chứ đấy cả lại line nếu như mà đồ color vừa bán vừa color cái là vừa color bốn phim này và chỉ có khiếu hay cho nó chứ cái dân ai đặt bàn đấy ai đặt color đại tam năng bài nó chứ nhưng đặt có khiếu đấy này và vị trí có khiếu chẳng hạn như thứ ca sale đó dương chẳng cài prai tiết mơ tam năng trên hình năng style nè quay đầu website dương quên load nè lỡ article và dương chạy close và tỏ mà tiết cái ai thư ai tiết dương mơ gọi nè cái đặt thà create file article you must create at last file article in your production library before submitting for review chẳng là cái nó nói về toàn ai review để dân về thời ca ở dân đặt bot và to bị dân và to bị dân vô instant at the corner lơ về đặt lơ về xa dân hai về thời ca dân và cả đặt bot bạn pram đặt bot nó chỉ về xa không ai bạn chỉ xa ông lấy bạn này đặt bot bạn pram hai bạn về ấy submit for review hai về dự submit hai phần hai chữ p tập bài thái cứ về review về approve như này approve tới như ai hỏi lỗi bài này và nếu chị đã chẳng cứ view miền tập phần năng ảnh anh làm hợp làm việc thái p như bạn lui tới như tự đọ mấy hay như đọ mà bị nát anh đang chậm nhom phải vô nó video crowd vậy lâu như nó vọt tập phần năng sân mà này xong khả năng đại dương thực ở chính là tập phòng chẳng năng nó bên này đại dương bên này đại website dưới này sẽ xây ảnh bọt mây và họ liếm cứ nó không production article này về lộ đây này anh ấy giảm môn môn á anh ấy chả chả chẳng là bên này đại vì approve của dương ai chạy là lơ vì nắng hai dương chạy publish anh ấy đại sao vì ở toàn approve chúng việc đã ăn pháp lý việc ăn nói pháp lý đó này chứ bạn chẳng cứ viên miên đập bàn năng anh nhưng chạm pi độ bay ngày thì tới viên năng approve áo bàn dương ai trình lỗi nó lơ audit network bảo hiểm bàn và chẳng dương video cáo năng dương năng chụp nia tiện tôn giờ mỗi năng là về đại dương bàn lối đại dương cụ đại đo là biết nè bạn xong mà còn xong chui subscribe channel bạn nhóm hay năng chui like nè share video bạn nhóm phong còn chưa